Phan Hiển và những lần than vãn về Khánh Thi, hết ăn uống đến bỏ đồ bừa bãi, nhưng cũng phải bất lực cho qua vì lý do vợ kiếm tiền giỏi hơn. Tôi xếp quần áo vô, gọn gàng, đây, vợ tôi, nước hoa một nơi, sau một nơi, không có cái hệ thống nào, vô cái hệ thống nào, thôi, nói chung cũng chấp nhận được, tại vợ tôi kiếm tiền giỏi hơn tôi. Vào lúc 11 giờ đêm mọi người, cái tiệm bánh nằm ở 11 giờ đêm, đem về tới nơi, nhìn cái bánh xong, tức tôi lặn đi ngủ, không ăn, chú chà tôi ức dễ dã man luôn. Có lẽ trong gia đình thì Khánh Thi là người rất hay nũng nịu với ông xã của mình. Trong một đoạn clip, cô nàng đã bị Phan Hiển bóc phốt vì có tính bừa bộn. Anh so sánh mình xếp đồ đạc ngay ngắn, quần áo để gọn gàng. Còn bà xã thì mỗi thứ một nơi, đồ trang điểm, quần áo lộn xộn lên hết. Anh cũng nhấn mạnh, vợ không có cái hệ thống nào vô cái hệ thống nào. Phan Hiển bày tỏ tôi không hiểu vợ tôi làm sao luôn. Khánh Thi liền nhanh chóng thao túng tâm lý ông xã. Cô hỏi Phan Hiển lấy vợ để làm gì, anh đáp lại lấy vợ để vợ chiều. Sau đó, Khánh Thi phủ nhận câu nói của Phan Hiển, cô cho hay lấy vợ để phục vụ vợ. Phan Hiển đã bắt đầu siêu lòng nhưng vẫn cố gắng nói ít ra vợ cũng phải gọn gàng chứ. Khánh Thi thì bày tỏ, em đã dành cả thanh xuân để yêu anh rồi và nói gọn gàng không đi đôi với tình yêu, hai cái này trái ngược nhau. Nói qua nói lại, tranh luận với vợ như thế nhưng cái kết anh vẫn chấp nhận, lý do bởi Khánh Thi kiếm tiền giỏi hơn mình. Ba ai vợ xinh không? Xinh. Rất xinh. Ba hãy bình luận về vợ đi. Thôi, gì mà bình luận. Đây chẳng phải lần đầu Phan Hiển than vãn về Khánh Thi. Dù nói thế nào thì anh vẫn bất lực làm theo vợ chứ chẳng dám phản kháng lại. Trước đó, khi Khánh Thi mang bầu nhóc kỳ thứ ba, Phan Hiển kể anh bị vợ hành về việc ăn uống. Như 11 giờ đêm Khánh Thi đòi ăn bánh ngọt cắp cách. Về phía Phan Hiển, anh nói tiệm bánh nào mở 11 giờ đêm mà bà xã đòi một cách khó chịu như vậy. Khánh Thi cũng không hề nhắn tin cho anh hay gì hết mà chỉ đăng Facebook để bàn dân thiên hạ biết và nói ông xã không chiều mình, không đi mua. Lúc ấy, Phan Hiển đang đi dạy nhưng bị bà xã giận với lý do như thế. Xong anh phải cầu cứu người khác đi mua bánh hộ, nếu không có bánh thì bản thân sẽ ngủ sofa. Khi mua về tưởng đâu Khánh Thi ăn hết để cho Phan Hiển ấm lòng. Nhưng cái kết, Khánh Thi đem dẹp cái bánh đi ngủ, Phan Hiển chia sẻ, lúc đó anh ức chế vô cùng. Đến hôm sau, Phan Hiển cắt bánh đút tận miệng cho bà xã nhưng cô cũng ăn một muỗng rồi kêu ông xã cho hai con ăn. Khánh Thi và Phan Hiển đã có với nhau ba nhóc tỳ. Trong đó, Kubi và Anna đều có tài năng nhảy giống bố mẹ. Đặc biệt nhất chính là Kubi đã thể hiện rất rõ năng khiếu của mình. Trước Lisa thì Khánh Thi đã có kinh nghiệm trong việc chăm bẵm hai con lớn. Tuy nhiên, cô nàng vẫn không tránh được kiếp nạn bị soi. Trong một khoảnh khắc, Khánh Thi chăm con và để móng dài thì có cộng đồng mạng đã bày tỏ móng tay thế rồi chăm con không sợ đụng xước da con sao chị. Vì sự an toàn của con thì cắt ngắn bớt vẫn là tốt nhất. Tỉnh rồi cho nên là bộ phận tiêu hóa cũng bắt đầu gọi là thức tỉnh. Còn bạn thấy sao về những lần Phan Hiển bất lực với Khánh Thi? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!